Kính chào quý vị, đây là chương trình cập nhật thông tin trong nước nổi bật đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị đón xem. Chiều 17 tháng 1, thông tin từ lãnh đạo xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau xác nhận người nhà ba nạn nhân mất tích trên sông Cửa Lớn khi đang mò phế liệu đã đến xã trình báo vụ việc trên. Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân thấy ba người đi trên một phương tiện thủy đến khu vực sông Cửa Lớn, đoạn thuộc xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, lặn mò phế liệu. Đến khoảng 9 giờ 30, bất ngờ có tiếng nổ lớn, sau đó cả ba người mất tích. Các nạn nhân gồm NNT, 42 tuổi, TVN, 33 tuổi và NCH, 16 tuổi, cùng ngụ thị trấn Nam Căn, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau. Thông tin ghi nhận từ báo tin tức, nhiều nhân chứng cho biết trên các nhánh cây xung quanh hiện trường có vương vãi nhiều bộ phận được cho là của cơ thể người. Tuy nhiên đến trưa cùng ngày, ngành chức năng huyện Ngọc Hiển cho biết vẫn chưa xác định được khu vực xảy ra vụ nổ, khiến ba thợ lặn mất tích và nguyên nhân gây ra vụ nổ. Hiện công an huyện Ngọc Hiển đang tiến hành xác minh thông tin liên quan, xác định vị trí nổ trên sông Cửa Lớn khiến ba thợ lặn mất tích. Trước đó vào sáng ngày 18 tháng 11 năm 2023, ông Phạm Công Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ lớn khiến ba người bị thương, bỏng nặng tại gian bếp nhà bà NTT ở thôn Tân Phong. Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 19 giờ 33 phút ngày 17 tháng 11 năm 2023, người dân ở thôn Tân Phong, xã Đỉnh Bàn nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực gian bếp nhà bà NTT nên chạy đến kiểm tra. Khi tới nơi, mọi người thấy tại khu vực gian bếp thô sơ, rộng khoảng 10m², được làm tạm bên cạnh nhà bị lộn xộn, ngói pro xi măng bị đổ sập, vỡ nát, nhiều vật dụng nồi niêu xoong chảo, củi khô trong bếp bị hất văng tung tóe. Tại khu vực hiện trường, phát hiện có 3 thanh thiếu niên bị thương, bỏng nặng, cháy xém, gồm NTH, sinh năm 1999, cháu của bà T, VTQ, sinh năm 2008, và VTH, sinh năm 2005, cùng chú tại thôn Tân Phong. Ngay sau đó, các nạn nhân được mọi người chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương do bỏng nặng. Sau khi nhận tin báo, tối cùng ngày, Công an huyện Thạch Hà đã có mặt tại hiện trường phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, chính quyền địa phương phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ. Sáng 18 tháng 11 năm 2023, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, cả 3 bệnh nhân trên được chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương, bị bỏng rất nặng. Trong đó, hai bệnh nhân là TVH và VTQ đã được chuyển ra bệnh viện bỏng ở Hà Nội để cấp cứu, điều trị ngay trong đêm. Bệnh nhân còn lại là NTH, cấp cứu điều trị khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 4 tháng 11 năm 2023, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ nổ khiến 9 công nhân bị thương tại nhà máy đóng tàu Dung Quất thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công ty tàu thủy Dung Quất, DOS. Công an tỉnh Quảng Ngãi, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, huyện Bình Sơn cùng các cơ quan liên quan đã kiểm tra hiện trường, thu thập thông tin, chứng cứ phục vụ công tác điều tra vụ cháy nổ. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy Dung Quất, tàu chở dầu MT Legend của công ty ga Thăng Long có chiều dài 251m, chiều rộng 43,8m, trọng tải 65.000 tấn. Tàu cập cảng Dung Quất và ụ sửa chữa tàu của nhà máy đóng tàu Dung Quất vào ngày 30 tháng 10. Sáng ngày 3 tháng 11, công nhân mở két boong tàu, kiểm tra thấy bên trong còn dầu đọng. Vì vậy, đơn vị phụ trách cho bơm nước vào dầu để dọn sạch két boong. Đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, nhiều công nhân vào khu vực hầm hàng để làm việc, thì sau đó phát tiếng nổ lớn. Tại hiện trường, để vào hầm tàu, nơi xảy ra cháy nổ phải di chuyển từ boong tàu xuống đáy tàu với 4 tầng, với độ sâu hơn 20 mét. Không gian khu vực sửa chữa tàu nhỏ hẹp từ 1 đến 1,5 mét, hệ thống đường ống thiết bị dày đặc bên trong khiến công nhân làm việc trong tình trạng ngột ngạt. Tại thời điểm xảy ra cháy nổ, nhiều công nhân đang làm việc tại các buồng tàu ở tầng 1, tầng 2. Do không gian kín, hẹp trong khu vực sửa chữa khiến sức nóng từ vụ nổ bùng phát lên 2 tầng phía trên, làm 9 công nhân bị bỏng. Sau khi xảy ra vụ nổ khí ga tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy Dung Quất, trụ sở tại khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, vào chiều 3 tháng 11, các nạn nhân được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp cứu.
Tuy nhiên do tình hình sức khỏe nghiêm trọng nên đến tối mùng 3 tháng 11 năm 2023, tất cả các nạn nhân đều được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Ngay khi tiếp nhận các ca bệnh, bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện, khẩn trương cấp cứu bệnh nhân. Bệnh viện đã chuẩn bị các ekip nội, hồi sức, bỏng, phẫu thuật ngoại để xử lý tình trạng bỏng và những vấn đề liên quan đến chấn thương cho các nạn nhân. Bác sĩ Lê Văn Mười, trưởng ekip cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, trong vụ nổ trên có 3 trường hợp bỏng nặng ở mức độ 3-4, có 6 trường hợp bỏng ở mức độ 1-2-3 với diện tích bỏng khoảng 50-60%, có 3 trường hợp bệnh nặng bị bỏng sâu ở mức độ 3 và 4, và những trường hợp này được chuyển qua khu hồi sức tích cực, vừa hồi sức bỏng vừa hồi sức hô hấp. Đây là những trường hợp nặng và được xử trí ngay, trong đó có một trường hợp vừa bỏng vừa gây chèn ép khoan và lập tức phải huy động ekip trực ngoại phối hợp với ekip bỏng, vừa hồi sức vừa giải quyết chèn ép khoan kịp thời cho bệnh nhân. Bác sĩ Lê Văn Mười phân tích, thông tin ban đầu đây là những trường hợp bị nổ bình khí ga trong môi trường tương đối kín. Do vậy, ngoài vấn đề bỏng trên diện tích bề mặt da, thì nạn nhân còn có thể bị bỏng sâu trong đường hô hấp. Vụ nổ này có 3 trường hợp nặng. Theo đánh giá ban đầu, bệnh nhân vẫn chưa bị bỏng sâu trong đường hô hấp. Chiều tối ngày 26 tháng 10 năm 2023, tại khu đô thị Hồng Hà Eco City, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đã xảy ra vụ cháy cơ sở thu mua phế liệu. Đây là căn nhà tạm của hai vợ chồng làm nghề thu gom phế liệu được quây lại bằng tôn trên khu đất trống. Người dân sống xung quanh cho biết, sau một tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng phát nhanh chóng bao phủ trước cửa ra vào. Trong khi ngôi nhà bị rào kín bằng tôn và không có cửa thoát phía sau, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để chữa cháy, khống chế được ngọn lửa sau khoảng 15 phút. Tuy nhiên, người vợ và hai con nhỏ trong nhà đã tử vong vì ngạt khói. Người chồng bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu. Vì vậy, để hạn chế cũng như đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở thu mua phế liệu, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo chủ các cơ sở và người dân quan tâm thực hiện một số nội dung sau. 1. Các điểm thu mua phế liệu, kho bãi phải được xây dựng tại một khu vực rộng, thông thoáng, tránh ở gần các cơ sở sản xuất lương thực, thực phẩm, bệnh viện, trường học, nơi tập trung đông dân cư. 2. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, trong đó chú trọng việc quản lý chặt chẽ các loại hàng hóa dễ cháy nổ, các nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình hoạt động. 3. Cần quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng nhà xưởng, kho bãi, đáp ứng yêu cầu an toàn về phòng cháy chữa cháy, trong đó bố trí hệ thống kỹ thuật an toàn, có tường ngăn cháy, đảm bảo khoảng cách ngăn cháy lan, xây dựng và tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, lập đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ và huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định. 4. Phân loại, sắp xếp phế liệu thành từng lô, mỗi lô cách nhau 1,2m và cách tường 0,5m, cách trần và cách đèn 0,5m. Có biện pháp bảo quản tốt đối với các loại phế liệu nguy hiểm như vỏ bình ga cũ, thùng chứa hóa chất, phế liệu chiến tranh. 5. Lắp thiết bị bảo vệ, cầu chì, rơ le, automat cho hệ thống điện và từng thiết bị điện tiêu thụ điện công suất lớn, hệ thống điện trong khu vực để hàng hóa phải đảm bảo kín, đường dây dẫn điện phải đi trong ống ghen bảo vệ. Bóng đèn điện phải được chụp kín bằng vật liệu không cháy, tủ điện, bảng điện phải được lắp đặt bên mái tường ngoài của kho bằng vật liệu không cháy, thường xuyên tổ chức tự kiểm tra hệ thống điện. 6. Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện phòng cháy chữa cháy được trang bị. 7. Không bố trí phế liệu, vật dụng, phương tiện cản trở đường lối, cửa thoát nạn, đặc biệt là cửa trước ra vào. Không sắp xếp hàng hóa, vật dụng che chắn, cản trở lối thoát nạn tại cầu thang, hành lang, ban công. Đồ dùng sinh hoạt, hàng hóa, vật liệu dễ cháy phải được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, cách xa nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt ít nhất 0,5m. 8. Không dự trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở, khu vực để hàng hóa. 9. Kho bãi và các điểm thu mua phải có người thường trực 24/24 giờ, tổ chức bảo vệ, tuần tra canh gác ban đêm để kịp thời phát hiện và chữa cháy tại chỗ. 10. Phế liệu dễ cháy tuyệt đối không để gần nơi thờ cúng, khu vực bếp, tuyệt đối không đốt hương, thờ cúng đun nấu trong khu vực kho, nơi để hàng hóa. Khi đốt nến, thắp hương phải có người trông coi, tắt các thiết bị điện không cần thiết và kiểm tra kỹ nơi đun nấu, nơi thờ cúng trước khi ra ngoài cũng như trước khi đi ngủ. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin nổi bật tại nhiều khung giờ để phục vụ quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.